Chuyên gia dự đoán thái độ của William Kate nếu Harry dự lễ đăng quang. Trong trường hợp Harry, Meghan dự lễ đăng quang của vua Charles đệ tam, vợ chồng thân vương xứ Wales, được cho là sẽ buộc phải tỏ ra thân thiện dù đang mâu thuẫn. Theo truyền thông Anh, hiện chưa rõ liệu hoàng tử Harry và vợ anh Meghan Markle có đến Vương quốc Anh để dự lễ đăng quang của nhà vua vào ngày 6 tháng 5 hay không. Nguồn tin từ nội bộ hoàng gia tiết lộ, nhà Sussex chắc chắn sẽ nhận được lời mời tham dự buổi lễ và cung điện cũng đã lên các phương án trong trường hợp họ xuất hiện. Một trong các kế hoạch này là Harry dự sự kiện một mình, bay đến Anh ngay trước lễ đăng quang rồi nhanh chóng trở về Mỹ. Nó được đặt tên là Harry vội vã. Tuy nhiên, cũng có thể cả Harry và Meghan đều tham dự buổi lễ hoặc không ai góp mặt. Nhưng trong trường hợp họ đến, theo chuyên gia hoàng gia Camilla Tominey, William và Kate sẽ phải đứng ra quan tâm, giúp đỡ vợ chồng em trai vì vua Charles đệ tam lúc đó đang bận lo trăm công nghìn việc. Tominey viết trên Telegraph rằng các thành viên hoàng gia phải làm ra vẻ họ chào đón Harry vào đội ngũ, đảm bảo an ninh cho anh ấy trong suốt những ngày cả Vương quốc Anh ăn mừng lễ đăng quang của nhà vua. Điều đó sẽ khiến Harry không thể phàn nàn rằng không có chế độ bảo vệ. Tôi nghĩ có lẽ thân vương và vương phi xứ Wales sẽ phải mở rộng vòng tay với Harry. Chuyện này sẽ rất khó với họ, nhưng họ phải làm vì đó là dịp lễ trọng đại của nhà vua. Ông ấy còn phải lo các vấn đề liên quan đến nghi thức và vương miện. Vợ ông ấy cũng sẽ được cho vương miện vào ngày này. Do đó, William và Kate sẽ phải tỏ ra thoải mái như hồi thực hiện chuyến đi dạo chung sau khi nữ hoàng băng hà vào hồi tháng 9 năm ngoái, nữ chuyên gia nói thêm. Trong khi đó, một nhà bình luận hoàng gia khác Tom Bauer cho rằng việc Harry Meghan tham dự buổi lễ có thể làm hỏng nó. Bauer nhận xét, vua Charles đệ tam là người mềm yếu, luôn lo lắng cho Harry và mong muốn vợ chồng con trai có thể chứng kiến ngày trọng đại của ông. Chia sẻ trên GB News, Bauer tuyên bố, tất cả mọi người đều phát ốm với công tước và nữ công tước xứ Sussex. Họ đều muốn gặp vợ chồng ở nhà trong dịp lễ đăng quang. Tác giả nhiều cuốn sách về hoàng gia nói, giá như nhà vua bảo với Harry, ngay này, con hãy đến buổi lễ nhưng con chỉ có thể ngồi ở hàng quy, ghế nam tư và bị cột che khuất. Tôi nghĩ việc ông ấy cho phép Harry đến lễ đăng quang sẽ phá hỏng buổi lễ mất. Sự hiện diện của Harry và Meghan sẽ làm lu mờ nó.